Chiều 21 tháng 5 giờ Moscow, chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và các thành viên trong đoàn cấp cao Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Vnukovo II, bắt đầu các hoạt động ở thủ đô Moscow trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Đón Thủ tướng, phu nhân và đoàn tại sân bay có Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mokrulov, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh, cùng đông đảo cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, các cơ quan bên cạnh, đại diện các hội đoàn, lưu học sinh, cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Sau khi nghe đội quân nhạc cử hành quốc ca hai nước Việt Nam và Liên bang Nga, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mokrulov đã duyệt hàng quân danh dự, bắt tay thăm hỏi bà con cộng đồng. Ngay sau lễ đón tại sân bay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phu nhân và đoàn cấp cao đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam, trò chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. Chiều ngày 21 tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu thông báo tới bà con cộng đồng những thành tựu về kinh tế chính trị nổi bật của đất nước. Thủ tướng cho biết sẽ quyết tâm giải quyết những vấn đề còn tồn tại để hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga một cách thực chất, có trách nhiệm, có hiệu quả đối với cả hai bên. Thủ tướng yêu cầu Đại sứ quán đẩy mạnh hơn nữa ngoại giao kinh tế. Mỗi người Việt Nam là một đại lý tiêu thụ hàng Việt Nam ra nước ngoài. Sứ quán cũng phải chú trọng hơn nữa công tác cộng đồng, công tác lãnh sự để mỗi người Việt Nam ở Nga đều nhận được sự quan tâm, chăm sóc của sứ quán. Với cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, Thủ tướng nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn dành những tình cảm và có những chính sách ngày một tốt hơn đối với bà con cộng đồng ở nước ngoài. Thủ tướng bày tỏ mong muốn bà con cộng đồng đoàn kết, thương yêu nhau, biết tổ chức làm ăn, các cháu học tập tốt, tuân thủ tốt pháp luật sở tại, đóng góp vào mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.